huấn luyện viên Park Hang-seo. Hành trình 2 năm của một người hết thời đến Việt Nam, xin gửi lời cảm ơn ông vì tất cả. Ngày 29 tháng 9, tròn 2 năm huấn luyện viên Park Hang-seo đã thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. Từ một người tưởng chừng như đã hết thời, ông đã mang đến những thành tích ấn tượng cho bóng đá Việt Nam. Bước ngoặt của bóng đá Việt Nam diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại sân vận động FIFA World Cup 2002, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đại diện đội bóng đá Việt Nam gồm ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực và ông Đoàn Nguyên Đức, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính đã tiến hành đàm phán với huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai bên đã cơ bản thống nhất về các điều kiện cho việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam. Sau đó, thông tin trên đã được công bố rộng rãi trước truyền thông của Hàn Quốc và Việt Nam. Đó cũng là thông tin đã chấm dứt mọi tin đồn về những ứng cử viên thay thế cho huấn luyện viên Hữu Thắng, người trước đó đã xin từ chức vì thất bại ở SEA Games 2017. Cái tên Park Hang-seo chính thức xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Những gì mà khán giả Việt Nam biết về huấn luyện viên Park Hang-seo ở thời điểm đó, với thông tin ấn tượng nhất là ông từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Quốc Thiên Đình, giúp cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Ông đến Việt Nam trong tâm thế là người đã hết thời, không còn nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Trong bộ phim tài liệu Park Hang-seo, người chuyên lửa do đài truyền hình KBS của Hàn Quốc thực hiện năm 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ rằng bản thân ông đã trải qua những ngày tháng khó khăn. Chính vợ ông là bà Choi Song-a cũng cảm thấy khó chịu trong thời gian chồng mình mất việc và bất thân trong căn nhà của mình. Bà Choi không chấp nhận chứng kiến chồng mình như thế và muốn ông ra ngoài tìm việc. Trong bộ phim, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Bà ấy nói tôi hãy đi ra ngoài đi, bà ấy muốn đuổi tôi ra khỏi nhà." Bà Choi thậm chí còn âm thầm viết đơn xin việc cho chồng để gửi qua một số nhà môi giới. Năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo bén duyên với bóng đá Việt Nam. Ông đã chấp nhận thử thách và mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Người để lại nhiều dấu ấn nhất trong thương vụ đưa huấn luyện viên Park Hang-seo về Việt Nam là Bầu Đức. Ở thời điểm đó, ông Đoàn Nguyên Đức đã xin từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam bởi U22 Việt Nam đã thất bại ở SEA Games 2017. Tuy nhiên, với mong muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam, nên ông đã cùng lãnh đạo VFF tìm kiếm huấn luyện viên chất lượng thay thế cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Bầu Đức cũng là người đứng ra trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo với số tiền tính cả thuế gần 800 triệu đồng trên tháng. Những dấu ấn lịch sử, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức ra mắt bóng đá Việt Nam vào ngày 10 tháng 11 năm 2017. Trận đấu đầu tiên mà ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là cuộc đối đầu với Afghanistan trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 14 tháng 11 năm 2017. Ở trận đấu đó, chúng ta đã giành được một điểm sau trận hòa không đều và chính thức giành vé dự Asian Cup 2019. Nhiều người ở thời điểm đó đã nói vui rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã may mắn khi mới trận đầu cầm quân đã có được thành tích. Cũng vì thế mà ông Luân Son khi bước vào các giải đấu quan trọng cùng đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Giải đấu chính thức đầu tiên mà ông Park cầm quân ngay từ đầu là vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đó là giải đấu mà ngay ở lễ nhậm chức ông Park đã tuyên bố sẽ giúp cho U23 Việt Nam tạo kỳ tích. Thế nhưng, đó là phát ngôn ở thời điểm mà ai cũng nghĩ rằng ông chỉ nói cho vui bởi U23 Việt Nam vừa thất bại ê chề tại SEA Games 2017 cùng hàng loạt những vấn đề lùm xùm ở thượng tầng Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, ông Park đã cùng U23 Việt Nam tạo ra cơn địa chấn ở Thường Châu với việc giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018. Đó là chiến tích mở ra kỷ nguyên thành công. Sau đó, ông giúp cho U23 Việt Nam tiếp tục giành hạng tư ASEAN 2018. Ngay sau đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam giành chức vô địch giải bóng đá AFF Cup 2018 và lọt tới tứ kết của Asian Cup 2019. Sau 2 năm nhìn lại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang là người thành công nhất trong số các đời huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Phía trước ông Park có hai mục tiêu lớn, đó là vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019. Nếu thành công, huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam như một tượng đài lớn. Sau tất cả, chúng ta cần cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã mang đến những vinh quang cho thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam, và cao hơn, đó là niềm cảm hứng vì tinh thần mọc cơ sắc áo của Tổ quốc. Next Sport luôn đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.